Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu chuyến công du 5 nước châu Á từ ngày 5 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11 tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Hai mục tiêu chính của Tổng thống Mỹ trong chuyến đi này được cho là để tái khẳng định lập trường của Hoa Kỳ đối với chế độ Bắc Hàn và thúc đẩy ảnh hưởng kinh tế của Hoa Kỳ tại khu vực, trước hết là với Trung Quốc. Tuy nhiên thì những cái điều mập mờ về chính sách châu Á của Hoa Thịnh Đốn đang gây lo ngại cho các nước đồng minh của Mỹ, và điều khiến lãnh đạo Nhật và Hàn, tức là hai đồng minh lớn của Mỹ ở khu vực, lo ngại chính là Tổng thống Trump cũng như là ban tham mưu của ông dường như không quen thuộc với những cái thách thức về địa chính trị ở khu vực này. Cụ thể là một trong những cái điều mà Tổng thống Trump, chúng ta nhớ là ông làm ngay sau khi nhậm chức, là ông rút Hoa Kỳ khỏi cái TPP, tức là cái thỏa thuận mậu dịch xuyên Thái Bình Dương. Thì thỏa thuận này lẽ ra là sẽ giúp nước Mỹ tái cân bằng chính trị ở khu vực, không những là về kinh tế mà về chính trị nữa, nơi mà Trung Quốc không ngừng khẳng định sức mạnh. Và một chiến lược liên kết tại châu Á của Mỹ lại càng được trông đợi hơn bao giờ hết trước những cái tiến bộ về chương trình nguyên tử và hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn. Bây giờ thì Bích Trâm xin nói qua cho quý vị về ba cái chặng dừng chân đầu tiên của Tổng thống Mỹ trước khi mà mời anh Các Hành góp ý, đó là Nhật, Hàn và Trung. Thì chặng dừng chân đầu tiên là Nhật Bản, và giới phân tích cho là đây sẽ là cái chặng dễ dàng nhất trong cái vòng công du của Tổng thống, là vì giữa hai lãnh đạo này có những cái điểm tương đồng, và Tokyo thì rất là cần cái sự bảo vệ của Hoa Kỳ trước mối đe dọa Bắc Hàn và Trung Quốc. Chính quyền Nhật Bản đã hài lòng công bố là giữa ông Trump và ông Abe đã có 21 lần tiếp xúc, trong đó 5 lần là gặp trực tiếp và 16 lần là qua điện thoại. Trong khi đó thì chặng dừng chân ngắn một ngày tại thủ đô Hán Thành và Nam Hà là sẽ phức tạp hơn, là vì Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vẫn ủng hộ tăng cường trừng phạt đối với Bình Nhưỡng và tỏ ra giữ khoảng cách với những cái lời tuyên bố hiếu chiến của Tổng thống Trump. Khi mà phát biểu trước Hạ viện Hàn Quốc thì Tổng thống Trump sẽ phải làm sao để mà vừa trấn an đồng minh vừa khẳng định quyết tâm của Mỹ trong việc đối phó với Bình Nhưỡng. Và một biểu hiện cho thấy là có lẽ Tổng thống Trump cũng không có muốn làm khủng hoảng Bắc Hàn nó gia tăng là ông quyết định không đến khu vực phi quân sự, tức là cái biên giới hai miền Nam Bắc Hàn. Điều này là đi ngược lại với những cái phần lớn những cái đợt Tổng thống Mỹ tiền nhiệm từ hơn 30 năm nay. Còn tại Bắc Kinh thì bên cạnh vấn đề siết chặt thâm hụt thương mại lên đến hàng trăm tỷ đô la với Hoa Lục, Tổng thống Trump dự định đề nghị chủ tập Tập Cận Bình phải gia tăng nỗ lực để mà thuyết phục chế độ Kim Jong-un từ bỏ vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên thì khả năng mà ông Trump đạt được cái đồng thuận với Trung Quốc trong vấn đề này là rất thấp theo đánh giá của chuyên gia, vì hố ngăn cách giữa hai bên là rất sâu. Mặc dù là hai bên đồng ý về cái mối nguy hiểm của chương trình nguyên tử Bắc Hàn, nhưng mà trong khi ông Trump thì muốn Trung Quốc cắt đứt hoàn toàn quan hệ thương mại với Bắc Triều Tiên, thì Bắc Kinh lại chủ trương là áp lực kinh tế từ từ để mà tránh chế độ này sụp đổ, là vì những cái quyền lợi riêng tư của Trung Quốc. Thì thưa anh Khắc Hành, trong lúc thương mại và hồ sơ nguyên tử Bắc Hàn được coi là hai trọng tâm chính, giới phân tích quốc tế chú ý đến cái sự thờ ơ của ông Donald Trump đối với hồ sơ Biển Đông, tức là cái vùng biển mà đang bị Trung Cộng nỗ lực chiếm làm của riêng. Báo Pháp Lexico nhận định là trong bối cảnh thiếu một chính sách rõ ràng của Mỹ, thì những cái cuộc tuần tra của Hải quân Mỹ ở những cái vùng thuộc phạm vi 12 hải lý của những cái đảo mà Trung Quốc kiểm soát sẽ chỉ là những hành động đe dọa suông, không có mục tiêu rõ ràng. Và nhìn chung thì báo Pháp cho là Tổng thống Trump đang bỏ dở cái chiến lược xoay trục châu Á của Tổng thống tiền nhiệm Obama, mà lại không có đề nghị cái một cái chương trình gì để mà thay thế. Thưa anh, mời anh bổ sung và nhận định. Vâng, như mình đã nói từ trước đó, khi mà giới chính trị người ta nhìn thấy cái ưu tiên ngừng chân đầu tiên của ông Tổng thống Trump là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đó, thì người ta nghĩ ngay với cái chuyện là mục tiêu chính của trong cái chuyến đi này, mục tiêu chính và quan trọng nhất có lẽ là vấn đề Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên thì mình thấy là với một cái chủ trương là người Mỹ trên hết, thì rõ ràng là chắc chắn là ông Trump cũng không thể bỏ qua cái vấn đề gọi là kinh tế và thương mại. Chắc chắn hai cái vấn đề này nó phải như là nó quan trọng với nhau, và nó hòa lẫn và nó trộn lẫn với nhau một cách rất là trộn lẫn với nhau một cách rất là smooth đó. Tức là rất là hài hòa đó, mà có lẽ là không thể nào phân biệt được đâu sẽ là vấn đề Bắc Triều Tiên và đâu là vấn đề thương mại. Chúng ta thấy trong cái chuyện mà ông ấy dừng chân ở Nhật Bản, trong khi ông đang trang trọng và xác định rằng là cái tình đồng minh Mỹ-Nhật gọi như là tuyến đầu trong cái chuyện mà chống Bắc Triều Tiên, chống đối phó với Bắc Triều Tiên, thì ông cũng không quên mà nhắc với ông Thủ tướng Abe là
coi xem xét lại cái chuyện mà làm sao cho Hoa Kỳ bớt thâm thủng mậu dịch, bởi vì thâm thủng mậu dịch của Hoa Kỳ đối với Nhật Bản đã lên tới 70 tỷ hàng năm rồi. Ông Shinzo Abe nhớ làm sao giúp đỡ Hoa Kỳ để cho cái mức thâm thủng nó bớt đi bằng cái cách là mua thêm vũ khí. Chúng ta thấy rõ ràng là ông ấy, trong ông không quên được cái chuyện mà mời chào một cách rất là thực dụng, là rất là phải nói là rất là con buôn và thiếu cái yếu tố ngoại giao, mà cũng chỉ vì là rõ ràng là vấn đề kinh tế. Thì mình thấy ngay là cái chuyện mà kinh tế thì đối với ông là rất là quan trọng, và chắc chắn đây là khi mà ông gặp là tổng thống Moon hay là chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc, chắc chắn là cái vấn đề Bắc Hàn nó cũng sẽ lại là một cái lá bài để ông thương lượng đàm phán để cho những cái lợi ích về kinh tế. Thành ra từ đó chúng ta mới thấy là trước đây tại sao mà đã từng có một cái dư luận nó cho rằng là giống như Bắc Kinh cứ nuôi dưỡng cái chế độ Bắc Triều Tiên chỉ để Bắc Kinh có cái gọi là có cái thế mạnh làm áp lực với quốc tế. Thì người ta cũng nói rằng là ông Trump cũng chẳng khác gì ông Tập Cận Bình chả, cũng đẩy cái căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên lên thật mạnh để mà cũng có làm một cái lá bài, một cái lợi thế để mà áp lực với đồng minh với Nhật, với Hàn, với lại Trung Quốc để có những cái đàm phán rất lợi về kinh tế cho mình. Nhưng mà bây giờ trước hết đó, khi mà dừng chân ở Nhật Bản thì còn có nhiều cái chuyện thú vị mà dư luận để ý là những cái chuyện gì thế? Vâng, trước tiên thì Bích Trâm sẽ nói về cái cuộc họp báo chung với Thủ tướng Shinzo Abe ở Tokyo vào hôm thứ hai đầu tuần này. Thì Tổng thống Trump đã ca ngợi liên minh bền vững Mỹ-Nhật, và ông cũng xác định tinh thần liên đới với Nhật Bản là trên tuyến đầu đối phó với Bắc Triều Tiên. Thì Tổng thống Trump xác quyết bảo vệ an ninh của đồng minh trước mối đe dọa của Trung Quốc, và trong bối cảnh Bắc Triều Tiên hai lần phóng hỏa tiễn bay ngang đảo Hokkaido của Nhật, kèm theo lời hăm dọa là sẽ đánh chìm quần đảo Phù Tang. Còn nói sơ về vấn đề kinh tế, thì vào ngày thứ sáu tới đây tại Đà Nẵng, nhân cái hội nghị APEC thì Tổng thống Trump được cho là sẽ được mời mà nước Nhật là coi như là lãnh đạo cái nỗ lực này, sẽ mời Hoa Kỳ xét lại quyết định để trở lại TPP. Vì chúng ta biết là cái nỗ lực thương thảo TPP vẫn được các nước tiến hành mặc dù là không có nước Mỹ. Thì giới lãnh đạo Nhật Bản cho biết là họ sẽ đặt Hoa Thịnh Đốn trước hai lựa chọn. Một là phải trở lại cái hiệp định thương mại đa phương tức là TPP, hoặc là phải thương thuyết lại cái hiệp định song phương giữa Mỹ và Nhật. Còn nói về vấn đề nghi lễ thì Nhật Bản chúng ta biết là một cái nước mà coi trọng lễ nghi và nghi thức. Thì Tổng thống Trump đã làm hai động tác trong cái chuyến thăm Nhật Bản gây ra tranh cãi. Một là ông chỉ hơi cúi đầu chào Hoàng đế và Hoàng hậu Nhật Bản. Còn thứ nhì là ông tỏ ra thiếu kiên nhẫn khi mà cùng Thủ tướng Nhật giải thức ăn cho cá chép. Khi mà ông Trump diện kiến Nhật Hoàng và Hoàng hậu ở cung điện Hoàng gia Nhật Bản thì ông đã chỉ giơ tay mà bắt tay lấy Hoàng đế Nhật, chứ không có cúi người thấp tới eo để mà chào Nhật Hoàng như là cựu Tổng thống Barack Obama từng làm 8 năm trước đây. Và thưa quý vị, nếu như trong văn hóa phương Tây người ta thường bắt tay khi mà chào hỏi thì người Nhật người ta lại rất kiêng kỵ cái vấn đề chạm vào cơ thể đối phương. Thay vào đó thì họ cúi gập người để thể hiện cái sự tôn trọng và thay cho câu chào hỏi. Mà chúng ta lại thấy là Tổng thống Trump lại làm theo lối Tây Phương mà lại không chịu nhập gia tùy tục, không có thể hiện việc coi trọng văn hóa của xứ bạn, cho nên mới đi bắt tay ông Hoàng đế Nhật. Rồi đến khi mà cho cá ăn thì trong khi Thủ tướng Nhật Bản Abe xúc từng thìa nhỏ cho cá ăn ở cung điện Akasaka ở Tokyo, đây là nơi mà có cái bể cá koi nổi tiếng mà từng được một loạt những cái lãnh đạo thế giới chiêm ngưỡng, thì ông Trump lại đi mở cái hộp thức ăn ra và ông dốc toàn bộ cái hộp đồ ăn đó xuống hồ nước, khiến cho ông Abe và ông Ngoại trưởng Mỹ Tillerson đứng đằng sau phải tủm tỉm cười. Thì cộng đồng mạng xã hội Twitter sau đó phản đối và cho là cho cá ăn như vậy là sát hại cá còn gì, vì cá ăn quá nhiều là một cái lỗi lầm phổ biến của những cái người nuôi cá koi và mà không biết, cho nên khiến cho chúng bị ốm và làm giảm cái chất lượng nước của chúng. Thì anh Khắc Hành nghĩ sao về cung cách của nguyên thủ Mỹ qua cái việc chào hỏi Nhật Hoàng và cho cá ăn, thì phải chăng đây là một phần nó nói lên cái cá tính ngạo mạn cũng như là thiếu kiên nhẫn của ông ta thôi? Vâng, chúng ta hiểu như thế này, ai cũng biết là trong cái ngoại giao quốc tế thì thủ tục nghi lễ nó là một cái phần quan trọng. Thành ra nếu như mà ông Trump có một cái thái độ nào đó trong cái việc gặp gỡ Nhật Hoàng thì có lẽ là cái thái độ của ông đã được cố vấn và tính toán rất là kỹ. Chúng ta nhớ ngày xưa khi mà ông Tổng thống Obama sang Nhật, ông có cúi người rất là sâu để chào Nhật Hoàng. Thế nhà chúng ta biết rằng là hồi đó đó ông Obama đi, cái chuyến đi của ông Obama, cựu Tổng thống Obama có mang cái tính cách gọi là hòa giải rất rất là mạnh mẽ.
Thành ra có lẽ là vì từ đó thì ông Obama mới tôn trọng và vấn đề cao cái nghi lễ và cái thủ tục tập tục của người Nhật. Thế nhưng bây giờ ông Trump đi lại là khác. Ông Trump, chúng ta phải biết rằng là dẫu sao đối với Hoa Kỳ, Nhật Bản vẫn cứ là một quốc gia bại trận. Cái thứ hai nữa, bây giờ là Hoa Kỳ đang lãnh đạo là liên minh là Mỹ Nhật Hàn, coi như là còn bảo vệ an ninh cho nước Nhật, tức là một cái thế gọi là chỉ huy, cái thế mạnh hơn. Với lại kèm thêm những như Bích Trâm nói, cái tính cao ngạo của ông Trâm thì không có cách gì mà ông cúi người cái kiểu đó được cả. Ông phải chứng tỏ cái sự hơn người của ông và của nước Mỹ là cái điều mà có lẽ chúng ta hiểu được. Còn cái chuyện mà nói là cho cá ăn, tôi nghĩ là cái chuyện này thì cái báo chí Tây Phương người ta không để ý đâu. Chỉ có cái người Việt Nam mình để ý là tại mình liên tưởng tới cái chuyện mà cho cá ăn của cái bà chủ tịch quốc hội bà Kim Ngân ngày xưa, hồi xưa làm là cho cá ăn cùng với ông cựu tổng thống Obama. Mà trong đó chúng ta thấy ông bà có một cái thái độ rất là nông dân, ghê gớm lắm, là đổ cả một cái, hất cả một cái thau cám xuống hồ. Ở đây thì chúng ta thấy rõ ràng là ông Trump lịch sự hơn nhiều. Ban đầu rõ ràng là ông dùng một cái thìa sắt, ông làm đâu vài muỗng. Nhưng mà có lẽ là về sau này ông thấy là cái cám ở trong cái hộp đó nó ít quá rồi, thành ra ông khó múc hay sao ấy. Ông mới dốc ngược cái hộp đó để cho nó mau lẹ thôi. Cái chuyện đó có lẽ là chúng ta thấy là cái chuyện nó là nhỏ thôi. Nếu mà báo chí có đánh giá từ cái việc đó mà ông nói là ông là một cái người thiếu kiên nhẫn hay là nóng nảy thì cũng chả ăn thua gì ông, bởi vì chưa bao giờ ông chứng tỏ ông là một cái người mà điềm tĩnh cả. Cái chuyện mà nôn nóng hay là thiếu kiên nhẫn là cái chuyện mà ông có thừa. Đó, từ cái chuyện mà nghi lễ ngoại giao và nó sang bên cái chuyện về chính sách ngoại giao thì người ta nói rằng là chính sách ngoại giao của thời của tổng thống Trump nó về, nhất là về bên Biển Đông thì nó mập mờ quá. Thực sự nó nói như vậy thì coi như là chưa nói gì cả, bởi vì chúng ta biết rằng là mập mờ và khó hiểu là cái yếu, những cái đặc tính của chính sách ngoại giao của ông Trump hiện nay. Ngay cả cái vấn đề mà vấn đề Bắc Triều Tiên đi, người ta thấy rằng là làm như ông Trump, ông hoàn toàn chê, không có một cái giải pháp ngoại giao nào cả, mà hình như với ông nó chỉ có một cái giải pháp quân sự nó là duy nhất để mà giải quyết vấn đề chương trình Bắc Triều Tiên. Nhưng mà ai hiểu được cái đó có thật hay không, ông có dám đánh thiệt hay không, cái chuyện đó hoàn toàn cũng chưa ai rõ. Mà bây giờ vấn đề Biển Đông thì đâu phải là bây giờ mới có, ngay từ đầu thì ông cũng đã có một cái vấn đề gọi là mập mờ trên vấn đề Biển Đông và ngay cả một cái khu vực châu Á Thái Bình Dương nữa. Nhưng mà chúng ta phải hiểu thế này, ông Trân đã biết rõ rằng là các quốc gia ở khu vực ASEAN đã rất là trông mong, đã muốn coi như là cùng với Hoa Kỳ, muốn hợp tác với Hoa Kỳ. Và nhất là sau khi Trung Quốc đã hoàn tất được cái cuộc đại hội đảng lần thứ 19, trong đó Tập Cận Bình đưa ra nhiều cái mục tiêu về thống trị thế giới, gọi là một cái chủ trương bành trướng rõ ràng đó, khiến cho các nước ở chung quanh như Trung Quốc và ASEAN rất là lo ngại. Thành ra Hoa Kỳ sẽ là một cái lực lượng duy nhất để các quốc gia này hợp tác và mong đối lại, gọi là có một sự gọi là đối trọng về quyền lực ở bên khu vực châu Á Thái Bình Dương. Nếu mà Hoa Kỳ đã biết như vậy, ông Trump đã biết như vậy thì có lẽ ông mới chẳng có vội vàng vồ vập những cái quốc gia ở ASEAN. Thành ra một cái chính sách mà nó cứ khó hiểu như thế, nhiều khi trong cái tình hình này nó là một cái lợi thế. Vào trưa Chủ nhật cuối tuần qua ngày 5 tháng 11, một vụ xả súng xảy ra tại một nhà thờ trong thị trấn nhỏ Sutherland Springs, tiểu bang Texas, khiến 26 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Hung thủ là thanh niên da trắng tên là Devin Kelly, 26 tuổi, mặc đồ đen và có áo chống đạn, tay mang khẩu súng trường bán tự động. Ban đầu thì người này xả súng bên ngoài nhà thờ giết chết 2 mạng người, rồi sau đó bước vào bên trong, tiếp tục nổ súng vào những người đang tham dự buổi nhóm thờ phượng. Nạn nhân ít tuổi nhất chỉ mới 5 tuổi, người già nhất là 72 tuổi. Trong số nạn nhân có con gái 14 tuổi của vị mục sư của nhà thờ. Hung thủ sau đó đã chết ở bên tay lái trong xe của y, chưa biết là tự sát hay bị một người dân sống gần đó bắn hạ. Thưa quý vị, đây là vụ thảm sát súng đẫm máu nhất trong lịch sử tiểu bang Texas và đã biến thị trấn nhỏ xíu nằm về phía đông San Antonio với dân số thưa thớt chỉ khoảng 700 người trở thành tâm điểm mới của những vụ xả súng đẫm máu của nước Mỹ, xảy ra chỉ vài tuần lễ sau vụ một người đàn ông bắn vào đám đông mà đang xem đại nhạc hội ở tại Las Vegas vào hôm đầu tháng 10 vừa qua, làm thiệt mạng 58 người. Nói thêm về lai lịch của hung thủ Devin Kelly và động cơ thì y đã có vợ con và từng phục vụ trong lực lượng không quân của Mỹ nhưng bị trục xuất khỏi quân đội vì có hành vi bạo lực với vợ con, nghĩa là tên này có quá khứ bạo hành gia đình. Giới hữu trách thì tin là đây không phải là một vụ xả súng ngẫu nhiên, cũng không vì vấn đề thù hận tôn giáo hay sắc tộc, mà hung thủ nhắm mục tiêu vào cái nhà thờ đó là vì những cái liên hệ gia đình
mẹ vợ của hung thủ được cho là thành viên của cái hội thánh Baptist đó, bà thường xuyên tham dự những cái buổi nhóm. Tuy nhiên thì vào hôm xảy ra vụ xả súng thì bà không có mặt. Thưa quý vị, thưa anh Khắc Hành, đúng là từ những cái thảm họa kinh hoàng thì lại nổi lên những cái tấm gương can đảm. Nguồn tin cho biết là khi mà phát giác cái tên Kelly này nổ súng ở trong nhà thờ, thì một người dân địa phương mà không biết danh tính lấy cái khẩu súng trường của ông ta và bắn vào nghi phạm để mà ngăn chặn tội ác. Thì cuộc đọ súng này khiến cho nghi phạm phải bỏ lại vũ khí và bỏ trốn khỏi nhà thờ. Hắn trèo lên xe SUV bỏ chạy. Thì người dân địa phương chạy đuổi theo. Vừa lúc đó thì có một thanh niên đội mũ cao bồi tên là Johnny Langerdorf lái xe ngang qua. Thế là người dân địa phương giải thích ngắn gọn cho Johnny biết chuyện gì đang xảy ra rồi nhảy lên xe. Cả hai phóng xe rượt theo hung thủ. Cuộc rượt đuổi nó kết thúc gần giao lộ đường 307 và 539 ở thành phố Sutherland Springs khi mà nghi phạm mất tay lái và đâm vào vệ đường. Thì chàng cao bồi Langerdorf dừng xe lại rồi cái người đàn ông kia nhảy ra ngoài chĩa súng vào nghi phạm và chờ tới khi cảnh sát có mặt. Nhưng mà khi mà cảnh sát đến nơi thì Kelly đã chết ở bên trong xe. Chưa rõ là vì tự sát hay là vì trúng đạn. Thì ở đây chúng ta thấy là có đến hai tấm gương can đảm của hai, bức trong tạm gọi là hai chàng cao bồi Texas, giữa đường gặp chuyện bất bình, thay vì bỏ chạy lo lấy thân mình thì sẵn sàng ra tay can thiệp. Mà cũng nhờ họ chặn đứng được hung thủ mà không có thêm nhiều người khác bị giết. Thì bức trong thấy là cũng là súng đạn, nhưng mà người lương thiện thì dùng súng để mà bảo vệ người khác, còn kẻ ác thì dùng súng để mà đe dọa và trấn áp người khác. Thì mời anh Các Hành góp ý thế này. Vâng, khi mà phải nói lại những cái chuyện này thì chắc chắn chúng ta ai cũng phải thấy buồn, nhưng mà rất tiếc một điều là buồn hơn là cứ phải nói mãi. Chắc có lẽ là nó tương lai vẫn chưa ngừng ở những cái vụ thảm sát kinh hoàng này. Chúng ta thấy ông thống đốc của Texas, ông Greg Abbott đã gọi đây là một cái vụ thảm sát mà nó gây ra thiệt hại, gây ra thương vong lớn nhất trong lịch sử của Texas. Mà trong khi đó thì cư dân của Sutherland Springs lại mô tả đây là một cái cuộc thảm sát mà chưa từng có trong lịch sử của thành phố. Thành phố rất là hiền, bởi vì thành phố chúng ta thấy là nó nhỏ bé, nó hiền lành, nó yên bình, mà nó chỉ có 700 cư dân chứ mấy. Để mà mô tả sự yên bình của thành phố này, chúng ta thấy là một cái ông mục sư ở bên có nhà thờ bên thành phố bên cạnh, ông nói rằng là cái người dân ở Sutherland Springs không giàu có, thế nhưng mà họ là những người rất là nhiều thiện chí, sẵn sàng và gọi là bố thí và cho đi. Và phải nói là cái nhà thờ mà First Baptist của thành phố là gần như là một cái trung tâm sinh hoạt của cả thành phố. Ở đây đó, người ta còn có những cái tổ chức, những cái buổi sinh hoạt mà có lẽ là đối với nhiều thành phố khác nó không còn tồn tại nữa. Chẳng hạn như cái việc mà chiếu phim tối cho trẻ em tới coi, hay là mở tổ chức những cái cuộc bữa ăn tối hàng tuần thường kỳ để cho cư dân người lớn có cái chỗ mà gọi là gặp gỡ nhau, gọi như là thông cảm với nhau. Chúng ta thấy một cái thành phố mà giờ này đây nó còn giữ được những cái nét đẹp rất là xa xưa của quá khứ, thì chúng ta thấy là cái thành phố nó gọi là nó gần gũi nhau và nó yên bình đến như thế nào. Thành ra từ đó chúng ta thấy một cái cuộc thảm sát mà xảy ra ở một cái thành phố hiền lành như vậy đó, ngay lập tức nó làm cho người ta giật mình, người ta nghĩ rằng như vậy thì không có chỗ nào gọi là yên bình ở trên cái đất nước Hoa Kỳ này do súng đạn gây ra hay sao. Mà thực sự nó là như thế. Và dĩ nhiên sau mỗi một cái cuộc thảm sát thì nó lại gây ra một cái cuộc tranh luận rất là ồn ào, xong nó dẹp rất là nhanh chóng. Và dĩ nhiên là nó có một cái sự biện minh rất là quyết liệt của cái hội NRA đó, tức là Hiệp hội Súng Trường của Hoa Kỳ và những người ủng hộ súng. Nhất là như Bích Trâm vừa kể, trong cái vụ xả súng này này, nó lại có một cái yếu tố là có những người dân rất là anh hùng hay rất là can đảm đã cầm súng bắn trả lại, chống lại cái tên hung thủ đó. Và thì rõ ràng là nó tạo ra một cái dịp rất là tốt để cho những cái người ủng hộ súng gọi là nói rằng là nên tự do súng hơn nữa, để cho súng vào tay những người tốt để họ bảo vệ mình và bảo vệ người khác. Và chúng ta thấy là ngay cả ông Tổng thống Trump lúc xảy ra vụ thảm sát thì ông đang ở Nhật, thế mà rất là nhanh chóng ông đã gọi là có những cái lời chia buồn với cái gia đình nạn nhân và cả thành phố Sutherland Springs. Nhưng mà cũng rất nhanh chóng là ông đưa ra một cái lời biện minh rất là mạnh mẽ, nói rằng cái chuyện tai họa nó xảy ra là bởi vì cái đầu óc bệnh hoạn và tâm thần của con người, chứ hoàn toàn không có dính líu gì về súng. Chúng ta thấy chưa gì mà cũng đã có những cái lời biện hộ rất là mạnh mẽ rồi.
Thế thì dư luận của Hoa Kỳ nói gì là về cái chuyện này, nó có ảnh hưởng tới cái chuyện cấm súng, kiểm soát súng sau này không, thưa cô? Vâng, thưa anh, thưa quý vị, đúng là cuối tuần qua thì Tổng thống Trump đã lên đường để công du châu Á, thì ông đang ở Nhật Bản khi mà vụ này xảy ra. Thì tại cuộc họp báo ở bên Nhật thì ông lên tiếng, nhưng các hành chỉ ra nói là đây là một cái vấn đề tâm thần, một hành vi điên khùng bởi một cá nhân đầu óc điên loạn. Có nghĩa là ông muốn lái cái cuộc tranh luận nó ra khỏi cái vấn đề kiểm soát súng đạn. Và sau vụ Vegas khiến cho 58 người chết thì chúng ta nhớ là Tổng thống Trump cũng từng phát biểu tương tự, đề cao cái khía cạnh bệnh tâm thần, có nghĩa là súng không giết người mà chỉ có người mới giết người. Tuy nhiên, thưa quý vị, theo những chuyên gia mà về vũ khí đó, thì họ phân tích là cái loại súng mà tên Kelly này sử dụng để mà thảm sát ở nhà thờ Texas, nó là loại súng AR-556. Đây là súng trường tự động mà dùng trong quân đội cho mục đích tác chiến, là vì khả năng sát thương rất là cao, chứ không có thể xếp nó vào cái hạng mục thể thao hay là dùng cho mục đích săn bắn. Thì cái nhịp bắn của cái súng này nó rất là nhanh, hung thủ chỉ cần siết cò trong 5 giây đồng hồ là nguyên một cái băng đạn, 30 viên đạn nó đi ra khỏi nòng, chẳng có ai có thể trở tay kịp. Cho nên người ta cho là nếu như không kiểm tra hay là giới hạn cái việc mua bán cái loại súng này thì những cái vụ thảm sát với số tử vong lên hàng chục người là điều không thể tránh khỏi trong xã hội Mỹ. Chúng ta nên biết, thưa quý vị, theo thống kê từ năm 1966 cho đến 2012 thì 1/3 những cái vụ thảm sát súng trên thế giới là xảy ra tại nước Mỹ. Thì một vụ nghiên cứu vừa thực hiện vào năm 2016 mà điểm qua 292, tức là gần 300 vụ thảm sát súng ở trên khắp thế giới toàn cầu mà khiến cho ít nhất 4 người chết, tức là gọi là một cái vụ thảm sát hàng loạt đó. Thì kết quả cho thấy là có 90 vụ, tức là 1/3 là xảy ra trường hợp thảm sát hàng loạt bằng súng là xảy ra ở nước Mỹ. Có nghĩa là nếu như so sánh về dân số thì nước Mỹ chỉ có 5% dân số của thế giới, nhưng lại có đến hơn 30% những cái vụ thảm sát súng. Có nghĩa là đây là một cái vấn đề, một cái vấn nạn riêng của xã hội Mỹ. Có lẽ là vì xã hội Mỹ nó quá thừa mứa súng đạn mà cái luật lệ kiểm soát thì lại lỏng lẻo. Thì chúng ta biết Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Trump nhận được cái sự hậu thuẫn của Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ, tức là NRA, National Rifle Association, là một trong những cái nhóm lợi ích mà có ảnh hưởng nhất ở trên chính trường Mỹ. Họ có 5 triệu thành viên và nổi danh ở Hoa Thịnh Đốn như là một cái thế lực mà có thể gọi là tạo dựng hay là hạ bệ những cái chính khách mà quyền lực nhất. Thì vào năm 2016, NRA đã dành 4 triệu đô la để mà vận động hành lang và đóng góp trực tiếp cho những cái chính trị gia. Họ dành hơn 50 triệu đô la cho quỹ vận động tranh cử, bao gồm một khoản ước tính là khoảng 30 triệu đô la để mà giúp cho Tổng thống Donald Trump đắc cử. Thì thưa quý vị, cũng như là thưa anh Khắc Hành, chúng ta biết là không cứ gì Tổng thống Trump mà bao nhiêu đời Tổng thống tiền nhiệm muốn đưa ra những cái luật lệ để mà kiểm soát súng đạn cho nó gắt cao hơn thì cũng đều thất bại ở Quốc hội. Có lẽ là vì văn hóa súng đạn nó ăn sâu vào xã hội Mỹ từ thời lập quốc, cho nên sau vụ này thì chắc là cũng chẳng có hy vọng gì nhiều là sẽ tác động gì đến vấn đề kiểm soát súng đạn, thưa anh. Mời anh tổng kết. Vâng, đúng là như vậy. Chúng ta đã từng chứng kiến nhiều lần, cứ mỗi sau một cái vụ thảm sát thì nó giống như một cái thông lệ, cái vấn đề mà kiểm soát súng đạn nó bùng lên một phát rồi nó lại dập tắt, nó giống như cái ngọn lửa rơm, phát thì phát rất là mạnh nhưng mà rồi thì tàn cũng rất là nhanh chóng. Chúng ta nhớ lại cái hồi mà cái ở Las Vegas, cái vụ thảm sát mà nó gọi là kinh khủng nhất, gọi là kỷ lục của cái chết chóc của cái lịch sử súng ống Hoa Kỳ đó. Chúng ta thấy tại vì cái chuyện mà chết chóc nó thương vong nó quá sức là lớn, thành ra đến chính những cái người mà dân cử Cộng Hòa cũng đã phải lên tiếng. Nhưng mà nếu chúng ta thực sự mà để ý thì chúng ta thấy rằng họ lên tiếng nhưng mà họ rõ ràng là họ tránh né những cái chuyện mà gọi là cấm mang súng hay là kiểm soát súng. Họ chỉ nói tới cái chuyện cấm những cái bộ phận mà nó bên ngoài rồi súng, chẳng hạn như là bà Clinton thì nói là cấm cái quyệt là cái ống hãm thanh, còn cái ông Ranpo của ông Paul Ryan của Hạ viện thì lại nói là cấm cái bộ phận bump stock, tức là cái bộ phận là biến một cái súng trường bán tự động nó trở thành một cái súng tự động lợi hại đó. Và nhiều người khác thì nói rằng là cấm luôn cái việc mà dùng cái cấm nhòm hồng ngoại tuyến, tức là nhìn vào ban đêm đó, bởi vì bảo vệ gọi là tự vệ hay là giải trí thì không cần gì tới những cái bộ phận như vậy. Và rõ ràng là chúng ta thấy bây giờ cái vụ thảm sát ở Las Vegas bây giờ còn mấy ai mà nhớ, còn mấy ai nói tới không, nó sẽ chìm vào quên lãng và rất là nhanh chóng. Và chúng ta thấy là ngay cả những cái người dân chủ đó, những cái người gọi là cấp tiến đó,
cũng họ cũng coi như là cũng phải tôn trọng cái quyền mang súng của người dân Hoa Kỳ. Chúng ta thấy là như thượng nghị sĩ Bernie Sanders là một cái người mà còn như là cấp tiến ghê gớm mà trong cái đảng dân chủ đấy, mà khi mà đụng chạm tới súng ống thì ông cũng phải nói là gián tiếp ủng hộ, là bởi vì cái đơn vị dân cư mà ông gọi là đại diện đó thì là ở một cái vùng gọi là mình gọi là vùng quê đó, họ rất là cần súng và họ ủng hộ súng. Thành ra chúng ta thấy là cái chuyện mà súng ống đó rõ ràng là nó khó lòng mà kiểm soát. Chúng ta lại cũng nhớ lại cái chuyện mà hồi cách đây chắc có lẽ chừng tháng chứ mấy, thì ở bên Úc Đại Lợi, chính quyền của Úc Đại Lợi đã thành công cái một cái chuyện là khuyến khích cái người dân Úc Đại Lợi giao nộp súng đạn để mà chính phủ trả tiền lại. Thì họ thấy là người dân Úc Đại Lợi giao nộp súng số lượng nhiều hơn là họ mong muốn. Thành ra có thể nói là chính quyền Úc đã thành công trong cái chuyện là hạn chế và kiểm soát súng đạn. Thì chưa gì cái ông thủ tướng của Úc cũng đã rất là phấn khởi và đề nghị với Hoa Kỳ là để ông cố vấn hay là giúp đỡ trong cái việc kiểm soát súng đạn. Nhưng mà dân Hoa Kỳ người ta nghe người ta buồn cười quá, và bởi vì ai khỏi cần giải thích nhiều thì người ta cũng phải biết rằng là cái người dân Hoa Kỳ và người dân Úc Đại Lợi nó hoàn toàn nó khác nhau về lịch sử, về lối sống hay là về suy nghĩ về cái khẩu súng. Thành ra là cái kết quả bên Úc Đại Lợi thì chắc chắn không ăn nhầm gì tới cái kết quả của Hoa Kỳ cả. Chúng ta biết rằng cái người dân Hoa Kỳ họ đã lịch sử của họ là dựng nước lập quốc ở trên lưng ngựa với lại những cái khẩu súng lục. Thành ra ngay cả chuyện mang súng là hiến pháp đã quy định là một cái quyền thiêng liêng của họ rồi, chắc chắn là cái chuyện mà cấm súng là không bao giờ nó xảy ra. Tuy nhiên chúng ta phải thấy rằng là chúng ta cũng chỉ cầu mong là bây giờ đất nước Hoa Kỳ hay Quốc hội Hoa Kỳ phải nghĩ lại cái chuyện mà rất là nó hợp lý là đồng ý là mang súng để mà tự vệ hay là mang súng để mà là giải trí tiêu khiển săn bắn thì không cần gì phải tới những cái súng mà nó có ghê gớm, súng mà tấn công chỉ dành cho quân đội. Chỉ có việc là làm sao mà hạn chế được những cái khẩu súng tự động như thế thôi, thì những cái cuộc thảm sát này nó sẽ có một cái bộ mặt mới, đỡ thảm thương ngay lập tức.